34. Mama Phatmala. Mama hán dịch là ngã sở thọ trì, đó chính là một loại mệnh lệnh hành động, có nghĩa là mọi việc tôi làm bảo đảm chắc chắn phải được thành tựu. Mama là bạch phất thủ nhãn ấn pháp. Ở Trung Hoa, các đạo sĩ và tăng sĩ Phật giáo thường sử dụng phất trần. Các vị cao tăng thường cầm phất trần khi đăng bảo tọa để thuyết pháp. Bạch phất thủ nhãn ấn pháp có công năng trừ sạch mọi nghiệp chướng của thân, trừ được mọi chướng ngại và tật bệnh. Chỉ cần phất lên thân vài lần là có thể tiêu trừ mọi nghiệp chướng và chữa lành mọi ma chướng sinh ra bệnh tật. Bạch phất thủ nhãn ấn pháp có rất nhiều công dụng, nhưng người biết cách dùng ấn pháp này lại rất ít. Tôi biết hiện nay có rất ít người sử dụng được ấn pháp này. Năm người Tây Phương đầu tiên vừa đi thọ giới cụ túc ở Đài Loan đã trở về. Họ đã trở thành những vị tỷ khưu, tỷ khưu ni chân chính. Họ vừa đến phi trường vào lúc 4:30 chiều nay, chuyến bay 910 của hãng hàng không Trung Hoa. Ngày nay Phật giáo giảng đường đã có được nhiều xe hơi, nên toàn thể Phật tử hộ pháp trong đạo tràng cũng như toàn thể Phật tử ở San Francisco, Cựu Kim Sơn, Hoa Kỳ đều có thể ra phi trường để đón mừng các vị tân tỷ khưu. Bình thường tôi chẳng muốn đến phi trường, nhưng trong chuyến bay ấy có trở về vài tượng Phật, nên tôi ra phi trường để nghênh đón tượng Phật chứ không phải để đón các đệ tử của tôi. Các đệ tử của tôi cũng không cần tôi đón, cũng chẳng cần đưa. Khi họ đi Đài Loan thọ giới, tôi đã nói với họ rằng: khi mê thì thầy độ, khi ngộ rồi tự độ. Nay họ phải tự độ chính họ. Họ đã ra đi, nay lại trở về. Chắc chắn họ phải tự tìm ra con đường từ phi trường về chùa. Họ chẳng cần tôi phải chỉ dẫn, quẹo ở đó, đi theo đường này, đó là đường về chùa. Điều buồn cười nhất là khi họ viết thư báo cho tôi biết họ đã bỏ quên một thùng kinh, tôi bảo: bỏ quên kinh chẳng có gì quan trọng, điều quan trọng chính là không có ai trong các con bị bỏ quên. Năm người đi thọ giới và nay năm người đều đã trở về. Sao vậy? Vì tôi đã mua bảo hiểm ở Chi Vị Bồ Tát, nên để cho bất kỳ ai bỏ sót lại là điều không thể chấp nhận được. Nếu một người không về, tức là Chư Vị Bồ Tát không thực hiện đúng hợp đồng. Thế nên tôi rất tin tưởng rằng tất cả các giới tử sẽ trở về, và dịch vụ bảo hiểm của Chư Vị Bồ Tát không cần phải thanh toán hợp đồng. Quý vị nên nhớ một điều: những người thọ giới cụ túc trở về hôm nay là những vị tổ khai sơn của Phật giáo Mỹ Quốc. Đừng xem việc này đơn giản, điều này rất chân thật. Đừng như những kẻ tự cho mình là Phật tử, chỉ nằm ở nhà mà thích gọi mình là tổ tại gia. Thực vậy, cách đây vài hôm có một vị tổ sư tự phong đến đây và muốn hát tặng cho tôi nghe. Tôi giễu cợt ông ta: thật chán khi nghe ông hát. Ông ta chỉ bật lên ồ một tiếng rồi bỏ đi. Phạt Ma Ra là hàng ma kim cang hộ pháp, tay cầm bánh xe bằng vàng. Vị hộ pháp này có thể hóa thân lớn như núi Tu Di. Phạt Ma Ra hán dịch là tối thắng ly cấu, có nghĩa đó là pháp thù thắng nhất, xa lìa tất cả mọi cấu nhiễm ở thế gian. Còn có nghĩa là vô tỷ như ý, vì không có gì có thể sánh với pháp này, và tùy tâm nguyện của mình mà mọi điều đều xảy ra như ý muốn. Đây là hóa cung điện thủ nhãn ấn pháp. Nếu quý vị hành trì được ấn pháp này thành tựu, thì đời đời quý vị sẽ được sống cùng một trụ xứ với Đức Phật như trong một cung điện, không còn phải thọ sinh vào các loài thai sinh, noãn sinh và thấp sinh nữa. Công dụng của sự thành tựu ấn pháp này là đời đời được sống cùng chư Phật. Ha ha ha,